Isaac tung ảnh ngọt ngào bên Á hậu Phương Nhi. Isaac chính thức ra tín hiệu cho sự trở lại với hình ảnh mới cho sản phẩm âm nhạc mới. Vượt qua Everest sẽ là tựa đề cho sản phẩm trở lại lần này của Isaac. Trong hình ảnh mới được công bố, nam ca sĩ cũng úp mở về một dòng chữ chỉ để nghe một lời. It Is Your được cho là câu hát trong bài hát lần này. Người hâm mộ dự đoán đây sẽ là một bản tình ca tuyệt vời vào dịp cuối năm 2022. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Isaac sau ca khúc Ngồi Yên, anh ra ngay phát hành vào tháng 8 năm 2022. Đặc biệt hơn, bức ảnh được Isaac công bố khiến khán giả đứng ngồi không yên khi nữ chính là Á hậu Phương Nhi. Khoảnh khắc tình tứ của cả hai trong poster của Vượt Qua Everest nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng. Isaac, Phương Nhi, Isaac trở lại đang trở thành những từ khóa liên tục được tìm kiếm những ngày qua. Câu chuyện bắt đầu bằng bức ảnh bắt gặp Isaac và Phương Nhi trên phố. Tiếp sau đó là khoảnh khắc hạnh phúc từ Phương Nhi trước câu hỏi quan tâm của Isaac, em có lạnh không? Thậm chí, đoạn clip này còn đang giữ top thịnh hành cao trên TikTok, đủ để thấy sự ủng hộ của cộng đồng mạng dành cho Isaac, Phương Nhi. Được biết, thời điểm cuối năm luôn là khoảng thời gian Isaac có một lịch trình biểu diễn dày đặc. Anh cũng đang là một trong những thỏi nam châm hút phán của show truyền hình biển của hy vọng. Sự trở lại với âm nhạc với Vượt Qua Everest chắc chắn sẽ làm sôi động thêm đường đua âm nhạc thời điểm cuối 2022, đầu 2023.